Hôm nay đầu tuần thứ hai, mình lướt lên Facebook thì tự nhiên lại thấy một cái gift code mới và mình nhập luôn anh em nhá. Nhập xong mình mở thư ra thì thấy có 10 thùng bia cũng như là 300 cái thẻ album anh em ạ. Mình sẽ vào đây và mua hết cái vé khiêu chiến để chuẩn bị cho công cuộc chiến đấu cực kỳ bùng nổ của mình anh em nhá. Với 5.798 kim cương có được thì mình đã vào luôn shop kim cương và mua full vào cái xu may mắn này anh em nhá. Mình mua tối đa được 30 lần. Nhân với 8 lên là mình có 240 xu anh em ạ. Mua xong thì mình cũng đã nhận được thêm một cái thành tựu là tiêu phí kim cương và nhận lại được 15 thùng bia cũng như là 15 cốc bia vàng, 1.100 kim cương luôn anh em ơi. Giờ mình lại có 1.138 kim cương và tiếp tục là mua xu may mắn thôi anh em ạ. Mua thêm 40 xu nữa anh em ơi. Sau đấy thì mình vào túi đồ và kích hoạt cái thẻ giành tay để chuẩn bị đi quay xu may mắn anh em nhé. Khi mà kích hoạt thẻ giành tay xong thì mình có thể all-in 100 lần rồi và hy vọng rằng là quay 100 lần liên tiếp thì mình sẽ sở hữu được một vị tướng 5 sao ở trong này. Và với vị tướng 5 sao mình sở hữu được lần đầu tiên ở trong vòng quay may mắn, mình sẽ có thể hoàn thành được một cái nhiệm vụ thành tựu và kiếm về 2.500 cỏ bốn lá anh em ạ. Nhưng mà lần này thì vẫn chưa thấy một vị tướng 5 sao được cả anh em ơi. Qua thì mất rồi. X100 lần thứ hai thì mình vẫn chưa thấy có vị tướng 5 sao nào cả. Ô, hình như là có rồi này. Trời ơi, mình có rồi anh em nhé. Thế thì mình sẽ làm mới cái vòng quay để xuất hiện thêm một vị tướng 5 sao nữa. Và bây giờ mình sẽ quay 100 lần nữa. Không biết rằng là có thể ra thêm một vị tướng 5 sao nữa hay không anh em ạ. Ui, lại tiếp tục là ra một vị tướng 5 sao nữa rồi. Để mình check thử cái thành tựu xem là được bao nhiêu cỏ bốn lá đây. 2.500 cỏ bốn lá anh em nhá. Đó, và còn 80 xu nữa thì mình đủ để X100 thêm một phát nữa. Và để mình xem ra lần này có được vị tướng 5 sao hay là tài nguyên gì ngon lành cái nào hơn hay không nào. Ồ, lần này thì chưa được vị tướng 5 sao nào anh em ơi. Nhưng không sao cả, trong phần thư này của mình thì cũng nhận lại được 35 thùng bia này, 10 cái la bàn, 50 mảnh L1, hay quá. Và có thêm cả trái ác quỷ nữa anh em nhá. Do là ở những ngày trước mình đã huyết tế rất nhiều tướng và bây giờ mình có 25.000 điểm cái xu hồn hải tặc anh em ạ. Và mình sẽ all in vào cái thùng bia này anh em nhá. Và tất nhiên là mình có thể mua được tận 100 thùng bia cơ, tuyệt cả là vời. Do là tướng Acerberus chỉ ra mắt trong một thời hạn nhất định mà thôi, nên là ngày hôm nay mình tiếp tục xả 200 thùng bia vào trong cái hệ chính xác để tìm kiếm Acerberus tiếp anh em ạ. Hy vọng rằng là có thể nâng cấp cho nó lên được 10 sao anh em nhá. Cố lên nào, Lucy kìa anh em ơi. Tiếp tục đi, để xem vị tướng nào nữa hay không nào. Trời ơi, Usopp hả? Ui giời ơi, Robin. Và lần này, tiếp theo đi, để được cái gì nào? Trời ơi, vẫn chưa thấy Acerberus đâu cả anh em ạ. Đây là một vị tướng cực kỳ là hiếm luôn. Thế cho nên, mình càng cần phải có em nó anh em ạ. Lần này, thì mình ra được một vị tướng Kizaru SS ở bên hệ Minh Mẫn anh em nhá. Nhưng chưa thấy Acerberus đâu cả anh em ơi, buồn quá đi à. Để thay đổi phong thủy thì ngày hôm nay mình đã phải mặc một chiếc áo màu trắng, nhưng nhân phẩm thì vẫn chưa thấy trắng lên tí nào anh em nhá, vẫn đẻ lắm. Ủa ôi, lần này ra tận 4 vị tướng 5 sao nhưng toàn vị tướng cùi bắp anh em ạ, không có một vị tướng SS nào cả, cày thế chứ lệ. Tiếp tục, lần này thì sao đây, Ryuma anh em ơi. Và trời ơi, còn 100 thùng biên, ui ui, Aokiji anh em ạ, giật ca mình. Ui ui ui, lại Mecha Frankie này, cũng là một vị tướng SS nữa, nhưng vẫn không phải là Acerberus anh em nhá. Ui dồi ôi, lại tiếp tục là một vị tướng SS nữa, nhưng mà là Doflamingo anh em ạ. Ui dồi ôi, hôm nay mình đã quay được ra hai vị tướng Kizaru ấy rồi, không thể tin được. Chỉ còn lại 38 thùng bia nữa mà thôi. Hy vọng rằng là có thể ra thêm một em Acerberus nữa cho mình đi, để mình có thể nâng cấp cho em nó lên 10 sao nào, please. Bukuro. Vâng, 28 thùng bia cuối cùng. Và câu trả lời vẫn chưa thấy Acerberus đâu cả. 10 thùng cuối cùng. Lần này thì lag luôn rồi anh em ạ. Và trời ơi đất hỡi, thực sự luôn. Tại sao lại như thế mà? Chiêu mộ xong thì mình cũng nhận được 700 kim cương, nhưng mà vẫn chưa nguôi ngoai được cái nỗi buồn của mình anh em ạ. Nhận thư để xem có cái gì đây. Ồ, mình có rất là nhiều cái bánh lái, 80 cốc bia vàng luôn anh em nhá. Giờ thì mình tiếp tục là vào cốc bia vàng và chiêu mộ thôi, bởi vì mình có 98 cốc bia vàng rồi. Và chiêu mộ vèo một phát là hết sạch cánh xanh luôn này. Ngày hôm qua thì mình vừa dùng sô cô la để mua thêm rất là nhiều túi đồ, thế cho nên hôm nay chiêu mộ hoài chiêu mộ mãi mà nó vẫn chưa bị đầy túi đồ anh em ạ. Thật là tuyệt quá đi. Đây rồi, đủ 1.000 điểm mở luôn. Lại ra Rusi mới đau. Tiếp tục nhận thư thì mình nhận được những cái gì đây. Ồ, có 10 thùng bia và 5 trái ác quỷ, hai cái bánh lái luôn anh em ơi. Và với hai cái bánh lái cuối cùng mà mình vừa có được, mình sẽ vào trong cái đảo bóng đêm để có thể là sử dụng bánh lái. Khi mà mình sử dụng hết cái số bánh lái đấy, kiểu gì mình cũng có thêm cốc bia vàng nữa anh em nhá. Nãy giờ là mình cũng đã nhận được 60 cốc bia vàng, cộng với 30 cốc bia vàng là 90 cốc bia vàng rồi. Thêm một cái dương nữa là mình có 600 cái gỗ quý nữa cơ. Nhưng mà đích đến cuối cùng của mình vẫn là cuốn trục L2 và 3.000 kim cương ở đây anh em nhá. Nhưng mà số lượng bánh lái mình cần kiếm là 28 cái bánh lái nữa cơ. Để mình nhận thư xem được cái gì nào. Ok, đây rồi, 90 cốc bia vàng anh em ơi. Tiếp tục là mình sẽ xả bên phần chiêu mộ cốc bia vàng thôi. Ok là, đó, tuyệt cả là vời quá. Túi đồ của mình thật là rộng. Thế cho nên là chiêu mộ mai mà nó vẫn chưa đầy, đỡ phải ra huyết tế các kiểu, mất thời gian quá anh em ạ. Mình ghép thêm X1 phát nữa nào. Ui ôi. Sau khi chiêu mộ cốc bia vàng xong, mình lại tiếp tục nhận lại được phần thưởng là 10 trái ác quỷ và một cái bánh lái nữa anh em nhá. Với 10 trái ác quỷ đấy, mình đã có tổng cộng là 69 trái ác quỷ và mình sẽ mua thêm một cuốn trục L1 nữa. Ui, ngon lành ngày nào luôn. Giờ thì mình sẽ mở cuốn trục L1 đấy luôn anh em nhá. Và với cuốn trục L1 đấy của mình thì mình sẽ tiếp tục lấy Bartolomeo Wano để nâng cấp cho nó lên mạnh mẽ nhất có thể anh em ạ. Đây rồi, hiện tại Bartolomeo Wano của mình 8 sao và chỉ cần thêm một vài phôi nữa thôi là em nó sẽ lên được 9 sao anh em nhá. Đấy rồi, lên luôn 9 sao nào. Tuyệt cả là vời luôn.
Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một phần cực kỳ là nhân phẩm, đó chính là đi ghép mảnh anh em nhá. L2 nào. Ui dồi ôi, on end anh em ạ. Và mình có 150 mảnh L1. Để xem nào. Ui, Zephyr luôn, cực kỳ là ngon lành cái nào. Đây là một vị tướng mà đến thời điểm hiện tại vẫn có thể sử dụng. Ok là ui ôi, Akainu đây. Trời ơi. Ui ôi, Luffy qua đòi anh em ạ. Tiếc thế nhỉ. Và đấy mà ra thêm một em Zephyr nữa thì có phải là ngon lành cánh đào hơn hay không anh em ơi. Ui ui ui. Và anh em có thể nhìn thấy là mình lại còn ghép cả ra Karasu này anh em. Tuyệt Calavoy. Trời ơi, hôm nay là một ngày ghép mảnh cực kỳ nhân phẩm của mình luôn anh em ạ. Và với em Karasu mà mình vừa lấy thêm được thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp cho em này của mình lên 6 sao anh em nhá. Và bây giờ tiếp tục là nâng cấp level lên nào. Ấy, 110. Ok, không sao, mình sẽ tiếp tục nâng sao khi mà chưa đủ để nâng XP. Lên tiếp 7 sao nào. Wow, ngon lành luôn. Và bây giờ thì em nó hoàn toàn có thể lên được 8 sao rồi anh em nhé. Ngon lành kinh đào anh em ơi, hôm nay cực kỳ là nhân phẩm đối với mình luôn. Tiếp theo thì mình sẽ nâng cấp cho em Zephyr của mình lên được level 100 và cho em nó vào trong đội hình anh em ạ. Hy vọng rằng là với độ bảo kê trâu bò của Zephyr thì team của mình sẽ cứng cáp hơn một chút anh em nhá. Rồi, vừa kịp để lên level 100 anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ vào trong đội hình và sắp xếp lại một chút để cho đội hình của mình nó ok là ổn áp hơn anh em nhá. Hiện tại đội hình của mình sẽ sắp xếp như sau để Hiyori cũng như là Aesopurus lên hàng đầu. Tiếp theo là mình sẽ cho Karasu, Shanks, Bartolomeo Gono và Zephyr đứng ở đằng sau anh em nha. Mình đã tích lũy được 1567 cái vé đấu trường rồi. Để một hôm nào đấy mình sẽ xả hết để có thể nâng thứ hạng của mình lên càng cao càng tốt anh em ơi. Lúc nãy mình cũng đi chiêu mộ rất nhiều cốc bia vàng cũng như là thùng bia, nên là bây giờ mình đã có thể ghép thêm được một vài vị tướng 5 sao nữa anh em ạ. Khi mà ghép được nhiều vị tướng 5 sao mà nó cùi bắp, mình sẽ đi huyết tế để có thể lấy thêm cái hồn hải tặc anh em nhé. Đây rồi, bên hệ minh mẫn của mình cũng có thể ghép thêm một em 5 sao nữa rồi anh em ạ. Còn lại những cái vị tướng lít nhít 3 sao, 4 sao, 2 sao thì mình sẽ cho đi huyết tế hết anh em nhé. Hôm nay thì mình cũng đã lên được level 70 rồi, nên là mình đã có thể huyết tế thêm được một vài những cái vị tướng 5 sao nữa. Tất nhiên là mình chỉ huyết tế những vị tướng 5 sao cùi bắp mà thôi. Còn những vị tướng 5 sao mà nó xịn sò con bò thì mình sẽ không huyết tế anh em nhé. Đấy, mấy em ở bên hệ bên bì này, hệ chính xác khả năng cao là cũng nhiều này. Mình sẽ huyết tế bớt đi vậy anh em ơi. Và bên hệ sinh khí, mình cũng sẽ huyết tế bớt thêm một tí anh em nhá. Có rất là nhiều cái tướng 5 sao cuối bắp cho đi luôn này. Thế là bây giờ mình lại có 14.000 điểm hồn hải tạc rồi. Và tiếp tục là mình sẽ mua cốc bia vàng anh em ạ. Với 14.000 điểm đấy thì mình sẽ mua thêm được 71 cốc bia vàng anh em nhá. Giờ thì mình sẽ tiếp tục chiêu mộ thôi, 79 cốc bia vàng để xem được cái gì nào. Wow, cũng khá vì tướng 5 sao đấy anh em ạ. Nếu không dùng thì lại đi huyết tế vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Chủ yếu là mình nhận quà những cái mốc thư như thế này anh em nhá. Có thêm mảnh này, có thêm mảnh lái này anh em ơi. Ở shop kim cương thì mình lại có thể mua thêm 40 xu nữa rồi anh em ạ. Ở thư, mình tiếp tục là nhận thưởng. Wow, có thêm một chút phần thưởng thôi anh em ạ. Ngày hôm nay thì mình cũng có cái sự kiện vòng quay xúc xích. Thế cho nên mình sẽ xả hết tất cả những cái xúc xích ở trong này. Thực ra là cái xúc sắc, nhưng mình đang đói quá nên gọi là cái xúc xích anh em ạ. Để mình xem có thể lấy thêm một vài những cái cốc bia vàng cũng như là một vài xu may mắn ở đây không anh em nha. Cứ mỗi một lần mình đi đến cái thung belly này là mình sẽ dùng cái xúc sắc đỏ để vừa có thể nhảy vào đây lấy thêm một cái xúc sắc đỏ nữa, coi như là huề gốc mà vẫn nhận thêm điểm ở cái vòng quay xúc xích này thì cực kỳ là ngon lành cảnh đào nha anh em ơi. Nên là anh em tân thủ nào chưa biết thì có thể sử dụng cái mẹo đấy nha. Còn nếu như anh em đã chót nhảy đến đây thì 1, 2, 3, 4 mình sẽ chỉ sử dụng 4 nước mà thôi, tuyệt cả là vời luôn. Còn cứ đến thùng belly này là mình sẽ sử dụng mắc tầm 6 nước để nhảy vẹo phát vào cái xúc sắc đỏ luôn anh em ạ. Và cuối cùng thì mình cũng đã xả hết 80 mấy cái xu rồi anh em ơi. Để xem thư có nhận được một số cái phần thưởng nhưng mà không ngon lắm anh em nhé. Và cuối cùng mình có thêm 18 thùng bia để chiêu mộ nốt lần cuối trong ngày hôm nay nè. Trời ơi.